Enfa Guaraha nổi đóa đáp trả cực gắt với Antifan, có xứng với danh hiệu Á hậu Miss Trend. Liên tục vướng tranh cãi thị phi vì lối hành xử không đúng mực từ sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu Miss Trend International 2022. Thế nhưng càng bị chỉ trích, Enfa Guaraha càng thể hiện sự thẳng thắn, không ngại đáp trả dư luận thay vì im lặng cho qua như những người đẹp khác. Nổi tiếng bởi những thị phi, cư xử lệch chuẩn hoa hậu cùng danh hiệu Á hậu 1 Miss Trend International 2022 đầy tranh cãi, Enfa Guaraha dần khiến khán giả cảm thấy ngán ngẩm và quay xe khỏi fan club. Mới đây, khi được chuyên trang TC Color vinh danh trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng vì chẳng hiểu dựa theo tiêu chí nào mà cô nàng lại được lựa chọn. Khán giả phẫn nộ vì chẳng hiểu dựa theo tiêu chí nào mà cô nàng lại được lựa chọn, mặc dù chỉ là bảng xếp hạng mang tính chất tham khảo, chỉ là đánh giá chủ quan từ một phía và không có giá trị thực tế. Nhưng làn sóng phẫn nộ từ khán giả khiến Enfa phải lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Nàng hậu bày tỏ sự bức xúc và không quên nhắn gửi đến anti-fans hãy nhìn lại gương mặt của mình trước khi đánh giá người khác. TC Color là một kênh thông tin uy tín và được nhiều người theo dõi. Chính vì thế, khán giả thắc mắc vì sao một vẻ đẹp đã được can thiệp thẩm mỹ như Enfa lại được tôn vinh là gương mặt đẹp nhất thế giới. Bởi vì so với gương mặt chưa chỉnh sửa, thì nhan sắc hiện tại của nàng hậu đã khác đi khá nhiều. Đông đảo fan sắc đẹp cho rằng cô không xứng đáng có mặt trong bảng đề cử này. Trước đó, TC Keller từng xếp Thảo Nhi Lê vào bảng xếp hạng này 2 năm liên tiếp, năm 2020 ở vị trí 81, năm 2021 ở vị trí 67. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cũng cho rằng bảng xếp hạng này vốn dĩ chỉ dành cho người nổi tiếng, càng nổi tiếng thì sẽ được chú ý và đạt thứ hạng cao. Hàng năm vẫn có rất nhiều gương mặt gây tranh cãi như trường hợp của Enfa. Nếu xét theo tiêu chí này, thì với hơn 2 triệu lượt follows, nàng hậu Thái Lan đúng là rất xứng đáng để được góp mặt. Nổi tiếng bởi những thị phi, cư xử lệch chuẩn hoa hậu cùng danh hiệu Á hậu 1 Miss Trend International 2022 đầy tranh cãi, Enfa Guaraha dần khiến khán giả cảm thấy thất vọng và out khỏi fan club khi những ngày qua, hình ảnh cá nhân cô nàng liên tục gặp trục trặc. Vừa qua, Enfa Guaraha trình diễn cùng một nam ca sĩ trong một sự kiện ngoài trời. Tuy nhiên, những hành động uốn éo đầy phản cảm của cô với bạn diễn đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Người đẹp sinh năm 1995 bị chỉ trích rằng những vũ đạo quá đà của cô không thích hợp với danh xưng hoa hậu. Chưa kể đến, Enfa Guaraha đang là một á hậu quốc tế. Đứng trước làn sóng dư luận, nàng hậu cũng có những đáp trả thẳng thắn. Nhiều người nói hôm đó tôi nhảy xấu và phản cảm, nhưng hôm đó tôi đến concert với tư cách ca sĩ chứ không phải hoa hậu. Từ giờ trở đi, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì. Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc sau Miss Trend International. Hôm nay coi như được giải thoát và tôi đã có thể là chính mình trên sân khấu. Qua sự lên tiếng của Enfa Guaraha, dân mạng cảm thấy sốc vì có vẻ như cô đã không còn muốn đeo trên vai hai chữ hoa hậu. Enfa Guaraha hiện vẫn đang làm việc với sứ mệnh tại Miss Trend International 2022 và vẫn chưa trao lại vương miện cho người kế nhiệm tại Thái Lan. Vì vậy, người đẹp không thể nói sứ mệnh đã hoàn thành. Đồng thời, một số fan cũng tỏ ra thất vọng vì nhờ danh xưng Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, sự nghiệp của Enfa mới phất như diều gặp gió. Nhưng khi đạt được thành công, Enfa lại có thái độ không cần danh xưng cao quý này. Sau phát ngôn bất cần của Enfa, tưởng chừng ông Nawaz sẽ thất vọng. Nhưng thay vì vậy, ông lại có động thái đặc biệt trên trang cá nhân. Vì chủ tịch này không hề để tâm đến lời nói của gà cưng, mà thậm chí còn đăng đàn ẩn ý bên vực người đẹp. Cụ thể, story của ông Nawaz có nội dung, xem các hoa hậu phải vui vẻ, hạnh phúc và nhận được năng lượng tích cực. Ý muốn chỉ những điệu múa của Enfa, vốn dĩ mang tính chất giải trí và phục vụ cho sự vui vẻ của khán giả ở tại concert. Bên cạnh đó, chủ tịch Miss Trend International còn liên tục đăng ảnh của Enfa, thể hiện mối quan hệ của cả hai vẫn tốt đẹp sau phát ngôn về danh xưng hoa hậu của cô. Ông Nawaz từng nhiều lần nhận gây tranh cãi vì luôn ưu ái cho mỹ nhân Thái Lan trong suốt quá trình cô dự thi Miss Trend International. Sau khi đăng quang, Enfa cũng hiếm khi thực hiện các chuyến thiện nguyện giống như các hoa hậu khác, khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô được phong danh hiệu chỉ để hoạt động ca hát và quảng cáo kiếm tiền cho ông Nawaz, chứ không phải lan tỏa các giá trị về hòa bình.